Thử hãy bật chắc ra rượu này. Vâng, vâng, trân trọng kính mời đôi mặt trời hãy tiếp tục rót rượu để minh chứng cho tình yêu của hai bạn dành cho nhau sẽ chảy mãi trường tồn theo thời gian. Riêng lòng riêng khắp on son cho dân chung bình ca mua suốt đêm trai gái cùng anh tiền tập sang ơi nào em muốn cùng anh ơi nào anh muốn cùng em trong tiếng khen ngân vang trong tiếng nhạc rộn ràng
chuông diêu cận từ trong bàn hương tới đây, mang hơi nồng của muôn người dân tới đây, mà say mà xưa mà chưa chắc tình người thương nhau như vui trong hồi này. Hãy muốn vui bên chúc diêu cận này. Vâng, quý vị thân mến, và giờ phút này trên sân khấu của chúng ta là sự hiện diện của hai nhân vật chính, đó chính là chủ đề Tuấn Anh, cô dâu ông Trang, xin được ra mắt đến toàn thể quý vị và quý vị anh chị ấy vỗ lên một tràng vỗ tay thật lớn các bạn đi ơi. Dạ vâng, cảm ơn toàn thể quý vị anh chị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thật đúng là yêu và được yêu từ những hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời với con người là món quà quý giá nhất của cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Ôi chúng tôi này người, cho lớn thì dừng vợ, gái lớn thì gả chồng, đó là một quy luật tất nhiên của cuộc đời mỗi con người. Để rồi có tình yêu khao khát cháy bỏng của tuổi trẻ, như chiếc cầu vồng vắt qua cơn mưa, luôn tỏa sáng hào quang, lấy những tình yêu cao sang, tình yêu mạnh mẽ. Cho dù ngày mai còn vừa là vất vả, với tay mặt trẻ không quản ngại chi, họ đã vượt qua rất dễ của một tình bạn chân chính, đưa bước tới một tình yêu chân thủy. Để rồi em về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, và anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Và ngày hôm nay đây, tôi xin được mời giám thính của gia đình và được sự ủy quyền của gia đình quyết định dùng cho ban nhạc Di Mạnh đến từ Bồ Bon được kết hợp với chồng chúng
động tổ chức sự kiện Cộng đồng Trường An tại Bản Mòn, xã Cần Nòi, quê ta được long trọng tổ chức chương trình lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Hồng Chiên, Vân Thành trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và giờ phút này không để quý vị phải chờ lâu được nữa, ban tổ chức tôi xin phép cơ quan chính quyền địa phương, xin phép hai bên gia đình và toàn thể quý vị anh chị đã có mặt tại trung tâm hôn trường cưới của đôi bạn trẻ trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Giờ phút này xin mạnh thay mặt cho ban tổ chức xin phép trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Tuấn Thành, Hồng Chiên, Tuấn Thành xin phép chính thức bắt đầu. Mọi người hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn các bạn ơi. Vâng, cảm ơn anh quý vị anh chị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thật đúng là nước biển mênh mông không đông đầy thủy mè, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, thần thảo xuống bông mè nuôi con khôn lớn, mang lại những người đầy cha che chở cho con. Và xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị, từ phía đại diện của gia đình hoàng tộc nhà trai, có sự hiện diện của ông Lèo Văn Bóc và Lò Thị Thương là bố mẹ thân sinh ra chú rể Tuấn Thành. Đứng ở phía tay phải của chú rể đây, có người về phía đại diện của gia đình hoàng tộc nhà gái, có sự hiện diện của ông Lò Văn Môn và Lèo Thị Thương đại diện của bên gia đình hoàng tộc nhà gái đứng ở phía tay trái của cô dâu đây. Và xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể của chúng ta hãy cùng nhau cúi chào toàn thể quý vị. Và quý vị anh chị có thể dành cho hai bên gia đình một tràng pháo tay trị giá 1.000 tỷ để các bạn quý vị ơi. Vâng, cảm ơn toàn thể quý vị anh chị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong tiết trời của mùa xuân nhưng ngày hôm nay chúng ta ngồi xích lại gần nhau cùng nhau nâng lên chén rượu hồng để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Vâng, thật đúng là rượu này cũng thật là thơm, và dù mặn dù ngọt dù cay dù đồng, dù cho quý vị và anh chị các bạn ai chưa nên vợ nên chồng nhưng uống một vài chén cảm lòng tương tư và cầm được thì thấp hẳn nhớ tới gương, cầm khăn nhớ nón nằm giường để thấp hẳn nhớ nhau. Cũng là xuân qua, cũng là đông qua xuân lại đến rồi, chúc cho hai bạn trẻ trọn đời từ đây. Vâng, và cô dâu Chiên thì như hoa nở ở trên cành, chú rể và Tuấn Thành thì như cánh bướm lượn vòng bên hoa. Và hôm nay hai bạn chung một nhà, chẳng khác nào ong bướm đá cận kề bên nhau. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và tình yêu của đôi bạn trẻ thì không thể tính bằng ngày bằng giờ được. Tình yêu của đôi bạn trẻ phải được tính bằng năm bằng tháng. Tình yêu của đôi bạn trẻ thì được ví như trong mùa đổ hoa mùa xuân, như tiền đang chứa chan trong mùa hạ, như hương thơm ngào ngạt của loài hoa sữa trong mùa thu, và đặc biệt là những ngọn lửa hồng sưởi ấm trong mùa đông. Để rồi và đứng cùng nhau nguyện chung sức chung lòng, chung chăn chung chiếu chung phong chung màn, chung mong lời thở tiếng than và chung hạnh phúc với đàn con sinh. Và buổi tối ngày hôm qua thì chú rể Tuấn Thành còn ngủ một mình, chắc chắn rằng tối nay em sắp người tình nằm bên. Và buổi tối ngày hôm qua thì cô dâu Hồng Chiên còn ngủ với mẹ, tối nay cô đã phải xa mẹ mất rồi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay đây được sự nhất trí của cơ quan chính quyền địa phương, sự nhất trí của hai bên gia đình và đặc biệt hơn là sự đồng tình của đôi bạn trẻ, hôm nay gia đình ông bà Bóc Phương long trọng tổ chức chương trình lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều tối ngày hôm nay với sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và sự hiện diện của toàn thể quý vị đã góp phần cho buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ thêm phần lịch sự sang trọng hơn rất nhiều. Và để cảm ơn toàn thể quý vị anh chị đã không quản ngại đường xa xa xôi với chút thời gian và ngọc của mình trở về để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, thì giờ phút này đại diện của bên gia đình hoàng tộc nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu tới toàn thể quý vị anh chị trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn xin được trân trọng kính mời. Hơn nhiều rồi. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể hãy bật nắp chai rượu sâm pan đi nào. Vâng, rất tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ hãy cùng nhau chai sâm tay rót nước rượu hồng cho ngày vui hạnh phúc của mình để thể hiện tình cảm của đôi bạn trẻ dành cho nhau thật là cao quý và thiêng liêng. Chào mừng quý vị đến quý vị thân mến. Và trải qua không biết bao nhiêu đổi trăng khuyết trăng tròn, trải qua không biết bao nhiêu mùa lúa chín của cao đê hạt, có nắng có mưa, có khóc có cười, thì giữa đây đôi bạn trẻ của chúng ta đã trở thành con của một nhà rồi. Và xin được kính chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Và toàn thể quý vị anh chị ơi, chúng ta hãy dành tặng cho đôi bạn trẻ bằng một tràng pháo tay trị giá 10 tỷ được không ạ quý vị ơi?
Vâng, xin được trân trọng kính mời các bạn trẻ sẽ đến với chai rượu thứ hai. Vâng, xin được trân trọng kính mời quý thầy hãy bật sắp chai rượu. Vâng, trân trọng kính mời các bạn trẻ hãy tiếp tục rót rượu để minh chứng cho tình yêu của hai bạn dành cho nhau sẽ chảy máy trường tồn theo thời gian. Dạ vâng, và giờ phút này xin được trân trọng kính mời chú rể hãy nâng rượu lên bố mẹ của cô dâu, và xin được trân trọng kính mời cô dâu hãy nâng rượu lên bố mẹ của chú rể để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của đôi bạn trẻ dành cho hai bên gia đình. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng, thật đúng là chữ chung thì để thật cha chỉ yếu phần mẹ còn đôi ta chữ tình. Xin mời hai bên gia đình của chúng ta hãy bước sang để cùng ly với nhau được không ạ? Từ nay hai gia đình của chúng ta đã trở thành như một rồi. Xin chúc cho hai bên gia đình tình nghĩa keo sơn ngày một gắn kết thật chặt hơn. Và giờ phút này trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy tiến lên phía trước để cùng nhau uống rượu giao vui trong buổi trưa tới ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy đi về phía mặt nhau đi ạ. Cùng nhau ngoắc tay và tôi sẽ đếm từ 1 đến 3, chúng ta cùng nhau rót được không ạ? Và tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa? Có quý vị anh chị có thể rót rượu vào ly của mình được không ạ? Quý vị ơi, xin được trân trọng kính mời tất cả mọi người ạ. Mọi người hãy cùng nhau rót rượu vào ly của mình nào. Hãy cùng nhau đứng dậy để rót được không ạ? Mọi người ơi, chúng ta hãy cùng nhau đứng dậy để rót. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ nào. Xuống phía dưới để uống rượu cảm ơn toàn thể quý vị anh chị trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng với đoàn hai bên gia đình xin bước xuống phía dưới để uống rượu cảm ơn toàn thể quý vị anh chị trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn quý vị, thế là từ nay gia đình của chúng ta đã trồng cây chung bán quả chung rồi, và sau hai kết trái tôi cùng trông non. Còn hai bạn trẻ này từ sau thì nay hai bạn đã chung một nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông, mà con chung cha mẹ cùng chung bên tình bên hiếu ta cùng trông non. Và thời gian thì vẫn còn rất dài, đường về cầu cần sẽ càng dài hơn, và lấy gì đắp nghĩa trả ơn công cha như mẹ xóm thôn hoàn toàn. Và tôi thay mặt cho bên gia đình gửi tới toàn thể quý khách nghĩa tình đậm sâu nào chưa dễ kìa cô dâu nghĩa tình chồng. Phải cười tươi lên một tí nó mới đẹp. We'll be right back.
Thank you.